Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ xin review cho các bạn xem hai cái món đồ chơi nữa mà cũng rất là đẹp. Đó là cái vỉ câu cá hình con Hempet 3 và vỉ câu cá hình con mực nha các bạn. Rồi mời các bạn xem chi tiết. Thì sau khi các bạn mua cái sản phẩm này về thì cái sản phẩm này, thứ nhất là mình sẽ giới thiệu về chức năng chơi. Thì cái bộ sản phẩm này nó sẽ đi kèm theo hai con câu cá nha các bạn. Thì khi mình hai con câu cá là để cho hai bé chơi và để đấu với nhau để coi bé nào là chơi là câu được nhiều cá hơn. Thì sản phẩm này nó sẽ dùng hai viên pin nha các bạn, hai viên pin con ó. Thì pin con ó đỏ các bạn có thể mua ở những tạp hóa lớn hoặc là những tạp hóa mà bán đồ chơi trẻ em đều có. Thì khi các bạn gắn hai viên pin vào ở ngoài sau lưng của con Hempet 3 thì bật công tắc lên thì sản phẩm nó sẽ quay và nó phát ra tiếng nhạc, và những con cá ở bên trong cái con Hempet 3 này nó sẽ mở cái miệng ra, hạ miệng ra, thì vậy con nghe chúng ta đút cái từng câu vào cái miệng con cá thì con cá ngậm lại, thì chúng ta dở câu lên thì sẽ dính con cá. Sản phẩm rất là dễ thương nha các bạn. Rồi cái sản phẩm thứ hai mà mình muốn review cho các bạn xem đó là cái vỉ câu cá mà hình con mực. Thì cái vỉ câu cá hình con mực này các bạn, thì nó cũng chức năng chơi và cái chức năng xài pin nó cũng giống như cái vỉ câu cá hình con Hempet 3 vậy đó. Thì các bạn mua về thì các bạn cũng lắp hai viên pin vào ở ngoài sau con mực á. Rồi cái công tắc, các bạn bật công tắc lên thì sản phẩm nó cũng quay, nó cũng na ná như con Hempet 3 vậy thôi. Thì cái sản phẩm, các con cá, sản phẩm này có thể là đi kèm theo hai con câu cá nha các bạn. Và các con cá khi chúng ta bật công tắc lên thì các con cá sẽ hạ miệng ra, thì chúng ta đút con câu vào thì ngậm, con cá ngậm miệng lại thì chúng ta dở lên thì con cá nó sẽ dính thì chúng ta đem ra ngoài thôi, thi nhau mà câu cá. Thì những con cá trong bộ đồ chơi này á thì nó sẽ thay đổi theo màu sắc, có thể là màu xanh hoặc màu hồng hoặc có thể là màu cam, có thể là nó không thể nào đi chung một màu được nha các bạn. Các bạn xem kỹ giùm mình. Những cái bộ câu cá này thì mình thấy ở ngoài thị trường nó bán rất là nhiều và cũng rất là hấp dẫn, thì mình review cho các bạn xem. Nếu như những sản phẩm nào mà các bạn thấy đẹp á thì có thể lấy về mà buôn bán, còn như ba mẹ cảm thấy hay và đẹp á thì có thể mua dựng em cho ta chơi. Đó, sản phẩm rất là dễ thương. Rồi xin cảm ơn các bạn đã xem video nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một cái sản phẩm mới. Xin cảm ơn rất nhiều.